chim. Ngoài trên đấy có đây là con vịt chim. Vịt chim mà ốc ăn hả vậy? Đinh hả? Ốc gì? Ừ, đinh. Nó giống ốc quắn không ta? Không. Quá là bự. Bự hơn. Hôm qua bắt về mà không có ăn được không chưa đủ. Vậy đặt hết chưa? Ba con vịt.